TDC Plaza, điểm son giữa lòng thành phố mới Bình Dương. Đến với thành phố mới Bình Dương, một trong những trung tâm hiện đại bậc nhất của Việt Nam trong tương lai, bạn sẽ được hòa mình vào một cuộc sống đẳng cấp đầy năng động. Khu kinh doanh và sản xuất công nghệ cao là nơi giao thoa giữa công nghệ và phát triển kinh doanh ở trình độ tiên tiến nhất. Ngoài ra, thành phố còn có nhiều tiện ích khác như các trường học hiện đại và trường đại học quốc tế miền Đông, cùng các khu phức hợp thể thao và trường đua ngựa. Bệnh viện quốc tế quy mô lớn nhằm phục vụ tốt nhất cho người dân. Tất cả đều được kết nối hoàn hảo bằng hệ thống giao thông đẳng cấp quốc tế, gồm metro và tàu điện trên không. TDC Plaza có vị trí vô cùng thuận lợi ở giữa trung tâm thành phố, với tầm nhìn trực tiếp ra hồ nước và công viên trung tâm, đồng thời kết nối dễ dàng với tất cả các địa điểm khác trên địa bàn thành phố. TDC Plaza được thiết kế theo lối kiến trúc hiện đại và sang trọng, phù hợp cho một cuộc sống năng động và văn minh, với một tầng hầm rộng và ngăn nắp dành riêng cho bãi đậu xe, nên đảm bảo chỗ đậu xe thoải mái và an toàn cho người dân trong khu căn hộ. Đặc biệt, với các căn hộ penthouse cao cấp ở tầng cao nhất, bạn còn tận hưởng một cuộc sống giàu tiện nghi đến độ hoàn mỹ, những tổ ấm đầy riêng tư và yên tĩnh, những tiện ích xứng tầm và một không gian sống vô cùng thoải mái. Được quy hoạch khoa học và hiện đại, thành phố mới có khu trung tâm chính trị tập trung là một mô hình mới trong cải cách quản lý hành chính của chính quyền tỉnh Bình Dương nhằm phục vụ tốt nhất cho người dân. Sau những giờ làm việc căng thẳng, bạn có thể cùng gia đình đắm mình trong làn nước mát của hồ bơi, trong một khuôn viên xanh mát bóng cây và hoa lá. Một trung tâm buôn bán hiện đại và sầm uất, quần thể công trình bao gồm khu thương mại, tài chính và văn phòng với tiêu chuẩn quốc tế, đáp ứng đầy đủ nhu cầu của các doanh nghiệp trong nước và các tập đoàn quốc gia. Với kiến trúc hiện đại và kết nối dễ dàng với các phương tiện giao thông tiện ích, khu phố thương mại sẽ là lựa chọn số 1 cho những doanh nhân thành đạt và các nhà đầu tư với tầm nhìn xa trông rộng. Tầng 1 và tầng 2 của TDC Plaza được dành cho khu trung tâm thương mại sầm uất, bao gồm trung tâm mua sắm, siêu thị nhỏ, nhà trẻ, cùng trung tâm thể thao và chăm sóc sức khỏe như phòng tập gym và spa. Tất cả đều thật tiện lợi, nhanh chóng và luôn sẵn sàng phục vụ bạn. Bình Dương, một thành phố hiện đại, năng động và phát triển bền vững, là tổng hòa của tất cả những yếu tố hàng đầu, cơ sở hạ tầng cao cấp bậc nhất, những tiện ích xứng tầm và một không gian sống vô cùng thoải mái. Bước vào mỗi căn hộ là một không gian sống với đầy đủ tiện nghi. Phòng khách ở vị trí trung tâm được thiết kế trang trọng với tầm nhìn thoáng đãng ra phong cảnh thành phố bên ngoài. Riêng các phòng ngủ thật yên tĩnh với ánh sáng ấm cúng, tạo cảm giác riêng tư và thư giãn. còn phòng bếp và phòng ăn với trang thiết bị tiện nghi, thể hiện sự ấm cúng và hạnh phúc của cả gia đình. Quả thật, TDC Plaza là một tổ ấm và là một cuộc sống mà tất cả chúng ta ai cũng từng mơ ước. Hãy đến với TDC Plaza để đến với điểm son giữa lòng thành phố mới Bình Dương.